Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện tử vong trong một quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nắm được, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an thấy có vết thương trên cơ thể nhưng không phải là do hung khí gây ra. Để có kết luận cuối cùng về vụ việc này có phải là án mạng hay không thì vẫn cần thêm thời gian để làm rõ. Bước đầu lực lượng công an xác định thi thể nhận diện bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với ông Luo Huilong, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc. Người này được gia đình thông báo mất tích một tháng trước đó. Theo đó, người thân của ông Luo Huilong có gửi thông báo đến cơ quan chức năng tìm người thân thất lạc. Cụ thể, ông Luo Huilong bị trầm cảm nặng, đầu óc không tỉnh táo, bỏ nhà đi từ ngày 14 tháng 9 năm 2024 không về, kèm một số thông tin, hình ảnh nhận dạng. Để khẳng định chính xác danh tính nạn nhân, lực lượng công an vẫn đang tiến hành xét nghiệm ADN. Trước đó, ngày 16 tháng 10, người dân phát hiện thi thể người đang phân hủy bên trong khu vực karaoke An Phú. Năm 2022, quán karaoke An Phú xảy ra vụ cháy kinh hoàng, khiến 32 người thiệt mạng. Từ đó đến nay, quán bị bỏ hoang. Ngày 17 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tiếp tục xác minh danh tính và nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện tử vong trong quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bước đầu lực lượng công an xác định, thi thể nhận diện bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với ông Luo Huilong, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc. Người này được gia đình thông báo mất tích một tháng trước đó. Theo đó, người thân của ông Luo Huilong có gửi thông báo đến cơ quan chức năng tìm người thân thất lạc. Để khẳng định chính xác danh tính nạn nhân, lực lượng công an vẫn đang xét nghiệm ADN, đồng thời làm rõ nguyên nhân cái chết của người này. Trước đó, ngày 16 tháng 10, người dân phát hiện một thi thể đang phân hủy bên trong khu vực karaoke An Phú đã bỏ hoang. Lực lượng công an đã xác định, kiểm tra thì phát hiện bộ phận cơ thể người gồm phần đầu và cánh tay đang phân hủy. Riêng phần thân người được phát hiện dưới hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy nên phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân có thể là một người đàn ông Trung Quốc mất tích khoảng một tháng trước. Trước đó, năm 2022, quán karaoke An Phú xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người thiệt mạng. Từ đó đến nay, quán này đóng cửa, bị bỏ hoang. Đến trưa ngày 16 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và phát hiện nhiều bộ phận thi thể người ở quán karaoke bị bỏ hoang. Trước đó, sáng cùng ngày, người dân trình báo công an về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người ở cơ sở karaoke An Phú đã bị bỏ hoang tại phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương. Cơ quan chức năng sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại đây, công an phát hiện một số bộ phận thi thể người đang phân hủy, nằm rải rác ở nhiều nơi. Trước đó, quán karaoke An Phú xảy ra vụ cháy kinh hoàng, khiến 32 người thiệt mạng vào năm 2022. Từ đó đến nay, quán này đóng cửa, bị bỏ hoang. Hiện, công an đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc. Ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, 15 nữ, 17 nam và 3 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2022 tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Đây là vụ cháy rất nghiêm trọng, số người thiệt mạng thời điểm đó là cao nhất cả nước liên quan đến các vụ cháy. Trong 6 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có 5 bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gồm Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, đều là cựu cán bộ phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phạm Thị Hồng, cựu phó đội trưởng thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh. Bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An, bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, trong tổng số 7 bị can bị khởi tố thì chỉ truy tố và xét xử 6 bị cáo. Một bị can là Nguyễn Duy Linh, cựu đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An, đã mất vào tháng 6 năm 2023 do bệnh lý nên đã đình chỉ điều tra. Phiên tòa dự kiến được xét xử trong 2 ngày nhưng do vắng một số đại diện của bị hại nên phải hoãn. Thời gian xét xử lại sẽ được Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương thông báo sau. Theo cáo trạng, gần 21 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2022,
quán karaoke An Phú bất ngờ xảy ra sự cố chập mạch điện trên trần la phông tại khu vực tầng 2. Sau đó, lửa cháy và lan nhanh cả tầng 2 rồi tiếp tục bốc cao và lan lên tầng 3. Lực lượng công an nỗ lực dập lửa để thêm phần hy vọng cứu sống thêm người bị mắc kẹt bên trong. Thời điểm xảy ra vụ cháy có khoảng hơn 60 người trong quán karaoke này. Khoảng một nửa số người này may mắn thoát nạn. Còn 32 người đã thiệt mạng cùng 3 người bị thương nặng. Lê Anh Xuân là chủ quán karaoke An Phú, nhưng không thực hiện đúng quy định, trách nhiệm phòng cháy chữa cháy. Hệ thống báo cháy và vòi phun chữa cháy tự động không được kiểm tra, duy tu định kỳ theo quy định nên không hoạt động khi có cháy xảy ra. Bên cạnh đó, việc Xuân xây dựng sai thiết kế, xây kín một số cửa phòng gây khói tụ bên trong tòa nhà. Tòa nhà không có lối thoát hiểm, ngoài hệ thống cầu thang bộ, gây cản trở quá trình thoát nạn. Vũ Hồng Sơn là người trực tiếp kiểm tra bản vẽ thiết kế về phòng cháy chữa cháy, bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật. Mặc dù Sơn phát hiện có một số nội dung chưa đảm bảo nhưng vẫn tặc lưỡi bỏ qua. Sau đó, Sơn báo cáo lãnh đạo là quán karaoke An Phú đã đủ điều kiện để cho cơ sở này đi vào hoạt động. Còn Phạm Quốc Hùng là cán bộ trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của quán karaoke An Phú nhưng không đến trực tiếp kiểm tra mà lập khống hồ sơ kiểm tra, rồi báo cáo lãnh đạo ký xác nhận biên bản nghiệm thu. Nguyễn Văn Võ là cán bộ trực tiếp hướng dẫn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với quán karaoke An Phú. Tuy nhiên, bị cáo Võ không đến kiểm tra theo đúng quy định. Đáng chú ý, ngay đêm xảy ra vụ cháy Võ đã lập khống 3 biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để hợp thức hóa hồ sơ nhằm né trách nhiệm. Đối với bà Phạm Thị Hồng, mặc dù là cán bộ công an đang công tác tại đội tổng hợp của phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhưng lại móc nối rồi nhận thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho quán karaoke An Phú. Sau đó Hồng tự thuê thợ để thi công hệ thống này. Để việc nghiệm thu được trót lọt, Hồng đã tác động để Hùng thực hiện việc nghiệm thu cho có. Do tự thuê thi công nên không có tư cách pháp nhân để làm hồ sơ nghiệm thu, Hồng đã nhờ Nguyễn Thành Luân ký hộ để hợp thức hóa biên bản nghiệm thu. Về phần Nguyễn Thành Luân, mặc dù không thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho quán karaoke An Phú, nhưng vì được Hồng nhờ nên nể nang rồi nhắm mắt ký đại vào hồ sơ. Ngoài ra, đối với vi phạm của cán bộ liên quan đến công tác quản lý xây dựng, cấp phép chuyển đổi công năng từ nhà riêng lẻ sang cơ sở kinh doanh và công tác kiểm tra hệ thống điện, Viện Kiểm sát đã trả hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra bổ sung. Tuy nhiên đến nay đã hết thời hạn điều tra, nên cơ quan cảnh sát điều tra đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau. Sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 8 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Đến ngày 16 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam người đầu tiên liên quan đến vụ án này là ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú. Tiếp đó lần lượt 4 bị can tiếp theo bị khởi tố vì liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng. Cuối năm 2023, vụ án đã hoàn tất điều tra, phía Viện Kiểm sát đã chuyển hồ sơ qua Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị xét xử. Sau khi xem xét hồ sơ, ngày 1 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát đề nghị điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan. Sau quá trình điều tra bổ sung, giữa tháng 6 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm Phạm Thị Hồng và Nguyễn Thành Luân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!